Alright guys, so out here in Hanoi and responding to an SOS from, you know, we've got a few messages asking how Jo Wan is, and apparently she's not in a good way because she has been sending me some cryptic SMSs saying, you know, like, oh, how are you, etc. But I know from last time that they didn't have money for months on end, and they didn't. I didn't find out about it until I went up there, and Baktan told me. But yeah, so she told me that the lease is running out. The lease is over now, I think. But also that the mother was going to take her up to Hanoi, and I said, "Why is that?" And she said, "Oh, she didn't want to say on the phone." But then she SMS'd me and said the mother sold the gold. You know, they ran out of cash, so. Wasn't much gold anyway, but they sold the gold, and then they're out of cash, been out of cash for a while. She's just been eating rice with fish sauce, so I thought we'll head up. Jia Lao, huh? Sound chú ấm à? Không. Mẹ Liên sao rồi, khỏe không? Khỏe. Rồi, hôm nay mang màu trắng nè. Dạ. Mang màu trắng nè, thấy sang quá. Cả hai mẹ con giống nhau. Rồi, thấy hai mẹ con giống nhau dễ thương mà. Một bộ giống nhau. Thì chú mới lên nè. Hôm nay mệt lắm. Lúc nào giờ chú yếu rồi. Lên đi xa mệt á. Nhưng mà ăn kem luôn rồi. Thích ăn ngọt quá vậy. Cháu không thấy thi thoảng cháu phải ăn nữa. À ok. Chứ răng thì giờ răng hai bà con cũng khỏe hả? Nhưng mà mẹ cháu suốt ngày cho tay vào răng. Đau. À. Cháu thì không đau nhưng mẹ cháu cứ nghĩ cháu đau. À. Thì có cái chú Jay Zion á, người Tàu hay người Hoa hay người Lao hay gì á, cũng gửi cho cháu á. Để chú trẻ, chú nói là giờ trời giờ cái bé cưng của chú đang ăn cơm với cái gì á, nước mắm hay nước tương cái gì á. Xong chú đó nói rồi sao khổ thế, chú gửi qua một số tiền hỗ tài trợ nữa, Jay Zion á. Thì cũng may có chú Jay cứu người. Thì Right guys, we're out here in Hanoi with Jo Wan and Chin Ninh. Thì giờ giờ thì cái tình hình như thế nào? Vẫn ở Hòa Bình ở lại gia hạn rồi. Chin Ninh gia hạn nhà hay sao? Có ngày mai về Hòa Bình này. Right, not many, not much reactions, but thì Jo Wan được giấy khen. Vâng. Giấy khen. Chúng mà xem không? Lịch sử địa lý. Lịch sử và địa lý. Right, so they came out from Hòa Bình to Hanoi. Chúng mà xem không? Không, không. Trước tiên là chú gửi một số tiền, thì nghe là giờ cũng hết, they ran out of cash. So we're just gonna give them some money from the Jay Zion Fund, Midwest Asian Jay Zion gửi một số tiền từ lúc trước đến giờ. Midwest Asian is where we got a lot of donations from him, so I'll give out 5 million first, 5 triệu từ chú Jay Zion. Đếm lại đi để cho xem đủ. 2 3 4 đủ rồi chú ơi. Đủ rồi, 5 nhiêu? 5. 5 triệu. Ok, giao cho mẹ giữ cũng được. Mẹ cất đi để trên đường phố không nên thì ngày mai chiều mai về. Vâng. Chứ hôm nay ở Hà Nội thì ở đâu? Dạ không biết. Ở quanh quanh. Mấy nay là nghe là chỉ ăn cơm với nước tương à? Chỉ
Thì vẫn thế. Ok thì chú cũng không có quay nhiều thì giờ tối cũng xình hết. Có tối thì chú mai tính làm gì? Cháu không biết. Không biết. Mà từ sau chú mai về. Cháu không biết. Cái gì cũng không biết cả. Bên này mẹ muốn con vào Sài Gòn luôn đi mà con trả lại. Thôi thì nhiều người cũng hỏi về Châu Anh á, thì có gì để nói không? Đấy có thư khen này đó. À có thư khen này. Ở đâu? Đây. À, cho xem đi. Khen mà chú bạn không xem. Khen là giống cái bảng. Đâu, nãy lúc cái ngày mà ăn cái bò lúc lắc Úc xong ghi vào nhật ký luôn à? Quán. Chuyện vui phải ghi chứ. Nha, cháu được học sinh giỏi đấy. Thế có thêm chuyện vui gì nữa? Học sinh giỏi. À, cũng ghi vào nhật ký à? Quán, được bạn để khen luôn. Nhật ký ở nhà, để ở nhà. Quán. Ờ, nhật ký trong đây luôn à? Không, nhật ký cháu để ở nhà như giấy khen ở trong này. À, lần ngày được ăn bò lúc lắc ghi luôn rồi. Dạ. Có ghi tên chú không? Không. Trời ơi. Quên không ghi. Chán thế. Chỉ nhớ cái món ăn rồi chứ không nhớ. Không, nhưng mà... hôm nay mình được cho đi ăn bò Úc lắc ở siêu thị Hà Nội đấy. À, ở đâu? Siêu thị Hà Nội. À, Aeon. Vâng, cháu không biết để cháu ghi lại. Thôi thì... có mấy cái bánh kem nè. Nhưng mà ăn nhiều đồ ngọt quá rồi đó. Ờ à, đúng rồi, để nhìn ngắm. Nhưng mà chả thích cái này nè. À, nó đơn giản mà cái này nó có mấy... Không, chả thích cái này nhất nè. Ôi, toàn bánh mẫu vậy chú nhỉ. Ui, bánh này ngon nè. Nhìn đầy đường ngọt, ngọt liền. Đây là đuôi cá. Chú ơi, đuôi nàng viên cá gì ạ? À, cá heo. Không, đuôi nàng viên cá. À, cái này cháu chưa ăn bao giờ. Mới biết là cháu có cái nhật ký, giữ một cái sách nhật ký. Cháu được bạn xã hội sinh nhật. À, từ bao lâu? 22 tháng 11. À, 3 tháng 11 hay 24 ấy. Năm trước à? Năm nay mà. À, năm trước. À, thì chỉ là ghi được mấy tháng à. Chứ đâu lâu. Vâng, nó còn ít lắm. Nhưng mà cháu toàn gặp chuyện vui là cháu ghi và liền. Để nhớ mấy cái trải nghiệm vui đó hả? Vâng. Thôi thì giờ mình quay ở đâu đi? Chú cũng khác. Chú cũng tính nói mua nước. Cái là water. Good. Mua thẻ đi. Viettel à? Viettel. Viettel. Dùng cái gói tiền mà chú dây gì ngon gửi mua cái thẻ rồi nha. Vâng ạ. Không có nước không lạnh. Ờ có mà. Tự lấy luôn. Hay không? Chứ không có lobby. Có đây.
chú lái được nè, chú lái này. Với cái thẻ đi đi theo Việt theo này của cô à, à chung chung à. Việt theo một cái thẻ đợi cô xíu nhá, vâng ạ, tính cái này trước tính Việt theo xong nhá. Thẻ vì theo nhiều 20 thì cứ 50 đi. Có biết theo 50 không? Biết theo 50 không? Chú ơi cảnh sát kìa. May mà. Sao? Vớ vẩn. Cái cháu này không? Xíu nữa nọ cũng được. Làm như chú tội phạm hay gì, tự nhiên thấy cảnh sát còn la làng. Công an kìa. Giờ sao đi tính đi đồ? Cháu không biết. Không kiếm phòng gì để ở, nghỉ ngơi đi. Hay là lại vào phòng trước? Thôi, đi nhanh lên con đi nhé. Có khẩu trang của mình đâu. Thôi thì kiếm phòng nghỉ ngơi đi, giờ cũng tối rồi. 8 giờ rưỡi rồi. Tưởng còn sớm. Có thì kiếm phòng nghỉ ngơi nhá. Có gì mốt mốt gặp lại. Chán nhỉ. Hôm sau gặp đi. Sau gặp liệu chỉ có hay là tuần sau. Ơ ai cho mẹ đeo khẩu trang của con? Ơ mất khẩu trang. Thì chú đi đâu? Chú vậy lại cháu thức khuya lắm, dạo này cháu thức khuya lắm. Chả buồn ngủ đâu. Thôi ngủ sớm đi. Cái gì nếu mai khỏe gọi chú đi, có gì rảnh chú ra nha. Là sao? Nhắc tin chú nếu rảnh là chú ra, để chú thấy yếu yếu rồi, nhưng mà nếu khỏe là chú ra. Ra tiễn về Hòa Bình. Thôi thì về đi. Thế mẹ tìm ở đâu? Ở dưới này. Mẹ còn không biết đi đâu về đâu nữa. Sao mẹ biết? Hai cái nhà lúc trước, cái phòng lúc trước. Phan Đình Phùng ấy. Không biết nó tính nhiều nữa. Đi đâu hay lúc trước ở trên Hà Nội ở đâu? Lúc trước là lúc nào? Xung quanh đây thì nó hơi đắt á, nếu ở ngoài
ở trong trung tâm nó đắt lắm. Vâng. Đi hoài thì nó giá nó mềm hơn. Hay là qua Phong Bình Phùng nhỉ? Hả? Đặng Thời Thân nhỉ? Hay là về qua Phan Đình Phùng nhỉ? À, qua Phan Đình Phùng đi. Giờ mà không biết đi bằng chỗ mình khoe ở đây mà. Hôm nay thì cũng không có. Vào đi, vào đi. Không rồi, quà chưa gì. Mưa to hơn đấy, không chờ khóc to rồi. Rồi, rồi. Rồi, rồi. Anh lấy phòng ạ? À? Lấy phòng, nãy Zalo với em nữ. Phòng 300 nghìn đấy. Hay là dùng cái của bó tay cái bà cái này là mất chứng minh thư nâu tập tờ trước cái hình phòng không phải phòng không dùng ok không dùng mật khẩu wifi con có điện thoại không con đang thích dùng có điện thoại nhưng mà không có mạng hey, cô xem video của con nhiều lắm đấy nha tại vì cô biết là con xem cho nên là chắc là cô xem nhiều đấy nha cô biết con xem nhiều đấy nha không chứ thế đó mình nổi tiếng đây em về đâu hả hả à, em về à, chỗ khác rồi à, thì cái nhớ đâu trên đấy có tiếng Anh thì sao không chịu cháu không chịu đâu nhưng mà Lan có tiếng Anh thì sao hả Lan lại có cái tiếng Anh là sao con nên nghỉ ngơi đi hay là con nghỉ ngơi đi có gì cần thì điện cho cô số điện thoại 100 nhá. Vâng ạ. Tầng 4.